Cuộc sống xung quanh chúng ta luôn luôn vận động, luôn luôn biến đổi. Cái cây hôm qua cành còn trơ trụi, nhưng sáng nay đã đâm chồi nảy lộc. Góc vườn tối qua còn hở đất, sáng sớm đã xanh rờn đám cỏ. Thiên nhiên là vậy, luôn mang đến những điều mới mẻ, luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà bạn không thể tưởng tượng được. Vì thế đừng lười biếng mỗi sáng thức dậy, hãy đi dạo vài vòng để xem những gì ở gần mình nhất hàng ngày thay đổi ra sao. Biết đâu lại gặp được điều bất ngờ như câu chuyện dưới đây. Câu chuyện này được cô Kritika Kukreza chia sẻ trên trang Beautyfic và đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Như mỗi sáng thường ngày, hôm nay tôi thức dậy và đi dạo trong vườn để cảm nhận bầu không khí trong lành. Nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mọi thứ sẽ vẫn bình thường nếu tôi không vô tình nhìn thấy thứ vật thể kỳ lạ đó. Tôi thực sự không thể mô tả nó, mặc dù chắc chắn đó không phải là một vật thể ngoài hành tinh, nhưng trông nó giống như một khối cao su kỳ quặc, hay đúng hơn là một quả trứng với hình thù kỳ dị. Bất ngờ hơn khi tôi chọc vỡ vỏ của nó, một sinh vật từ từ nở ra. Qua tìm hiểu tôi mới được biết đó là một loài nấm cực hiếm, có tên khoa học là Clarus chatteri. Tuy nhiên người ta thường gọi là nấm bạch tuộc Stinkhorn, bởi hình thù của nó giống với những xúc tu của loài bạch tuộc. Theo nhiều tài liệu, nấm bạch tuộc Stinkhorn có nguồn gốc từ Australia. Theo trang First Nature, rất khó để tìm thấy loài nấm này ở Anh. Chúng chỉ xuất hiện ở một vài nơi thuộc châu Âu, Bắc Mỹ. Những cái xúc tu ấy nhắc cho tôi nhớ đến những cái tu dài ngoằng ghê rợn của mấy người ngoài hành tinh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Đáng sợ hơn, trên những xúc tu của loài nấm này có dính một chất nhầy màu đen, nhiều người vì thế còn gọi nó là những ngón tay của quỷ. Tuy nhiên, theo các tài liệu nghiên cứu, chất nhầy màu đen này đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự sống của loài nấm này. Khi những loài côn trùng như nhện hay ruồi vô tình đậu vào loài nấm này, chất nhầy này sẽ giam chúng lại làm thức ăn nuôi cây. Có một sự thật nữa khiến tôi khá bất ngờ, đó là loài nấm này có thể làm thức ăn. Tuy nhiên, chúng chỉ ăn được trước khi thoát ra khỏi vỏ bọc trắng muốt. Mặc dù các nhà khoa học khẳng định nấm không độc, nhưng mọi người không dám ăn thử chúng vì mùi rất thối. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.